Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, coi như đợt drama của Thách Thức Bồng Lai và Thuyền Âm Âm Vũ Trụ đã dần khép lại ha. Khi cái việc khởi tố tội lụm lon của ông Lê Tùng Vân, chúng ta hoàn toàn có thể giải thích được trong suốt thời gian qua cái diễn biến về cái câu chuyện Thiền Am như thế nào, cũng dần hé mở được những cái vấn đề khúc mắc mà cộng đồng mạng đã có những màn tranh luận cực kỳ gay gắt trong suốt thời gian qua. Cái câu hỏi chúng tôi đặt ra ở đây á, là tại sao trong những lúc bình yên người Thiền Am lại không đi tự động đi xét nghiệm ADN, mà khi cơ quan chức năng người ta công bố ADN và là kết quả DNA về cái huyết thống của những người đồng Thiền Am vẫn đến cái việc khởi tố ông Lê Tùng Vân, thì cộng đồng mạng cảm thấy là tiếc nuối ha, tiếc nuối hay là bất ngờ về vấn đề mà họ đã vượt qua cả cái sự suy nghĩ của chúng ta ha. Những cái vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như nó không thể xảy ra trong Thiền Am và vũ trụ, cuối cùng nó cũng diễn ra. Mình đọc comment của một số khán giả thì khán giả mới á, thì khán giả hỏi mình á, về cái sự việc mà bây giờ Diễm My đang ở đâu. Thì em nói với các anh chị, nếu em biết Diễm My đang ở đâu là em có 1 tỷ trong tay nha. Tại vì trước đó vợ chồng của ông Thắng, bà Mai là bà mẹ ruột của Diễm My, cũng đã treo cái giải thưởng ai mà tìm được Diễm My đem về nhà thì sẽ được thưởng 1 tỷ đồng. Các anh chị, thực tế bây giờ thì Diễm My không biết ở đâu. Tôi chỉ trích dẫn cho các bạn biết một phần nhỏ về sự việc Diễm My xuất hiện lần cuối cùng ở Thiền Am nghe các anh chị. Còn thông tin này nó quá lâu rồi, do đó là để phục vụ khán giả thì sắp tới mình sẽ xem lại ha, cái dòng thời gian của mình, và mình gom lại để mình làm về cái chủ đề về Diễm My để phục vụ những khán giả tò mò ha. Nói tóm lại là Diễm My đã giấu gia đình để mà đi tu, nhưng cái nơi mà cô ta muốn đến không không có nơi nào khác, đó là Tịnh Thất Bồng Lai và sau này đổi tên thành Thiền Am và Vũ Trụ. Cô ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, có thể là sống suốt hết đời ở Tịnh Thất Bồng Lai và Thiền Am và Vũ Trụ. Vì sao? Vì nơi đó có những đứa nhỏ của thuộc thi thức danh hài mà cô ta rất là ngưỡng mộ, cô ta rất là thích. Ở nơi đó có những cái ông thầy sáu múi ha, sáu múi ca nhạc rất hay ha, đúng như tên gọi của cái nơi nơi tu tập ở đó nghe các anh chị, giấu trong cái dấu nháy nháy nha. Đó đó, tức là chỉ không có tụng kinh niệm Phật mà chỉ làm những vấn đề mà phục vụ cho cái cuộc sống đời thường những người mà tu hành ở đó đó các anh chị ha. Thì cái việc này đã quá qua rồi, những người trong Thiền Am cũng đã bị bắt hết rồi, tôi cũng không nhắc lại. Chúng tôi chỉ nhắc lại cái sự việc mà khán giả muốn hỏi về cái tin tức Diễm My. Diễm My đã xuất hiện lần cuối cùng ở Thiền Am sau khi cô này đã trốn ra khỏi nhà nha. Cô này đã xin phép cha mẹ mình được cho đi học học lại à, thì trong một lần bất cẩn thì cô này đã thoát. Tôi nhớ nếu không lầm đó là tháng 6 ha, tháng 6 năm 2000, có thể 21, tháng 6 năm 2021, 20, 21 gì tôi quên rồi các anh chị. Thực tình là mình lâu quá mình không có nói về chủ đề của Diễm My ha, do đó là mình có thể là quên rồi. Để mình kiểm chứng lại một tí xíu xem, chúng ta kiểm chứng ha, chúng ta kiểm chứng bằng cách là chúng ta vào xem cái kênh YouTube của Diễm My đã thành lập năm nào, chúng ta sẽ biết ha anh chị. Diễm My đã thành lập cái kênh YouTube của mình vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Như vậy là Diễm My đã, tôi đã nhớ nhầm, Diễm My đã rời khỏi nhà mình vào tháng 6 năm 2020 các anh chị. Vào tháng 10 năm 2020 thì em này lập kênh YouTube, và ngày 31 ha, 31 tháng 10 năm 2020 thì đã lên trên kênh của mình để mà vạch trần ba mình, làm như cô này đã có một cái gì đó mà
bị ai đó thao túng tâm lý thế nào các anh chị. Kênh Thiền Am Bên Vũ Trụ bây giờ cũng đã bị ẩn rồi các anh chị, đã bị ẩn rồi. Do đó những tài liệu bị trích dẫn từ cái kênh này rất rất là hiếm, rất là hiếm các anh chị. Tôi sẽ cho các anh chị xem một cái video clip mà Diễm My xuất hiện lần cuối cùng ở Thiền Am các anh chị nha. Và Diễm My đi đâu đó để làm gì, tại sao không có tiền có bạc đi ra ngoài cuộc sống sống chui sống nhủi mà gia đình mình thì không muốn về, mà lại về gia đình của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nha các anh chị. Tôi cũng quá bất ngờ các anh chị ơi, thiệt bất ngờ quá. Tại sao mà ở nhà mình không đi, mình không về để mà mình về, nói chung là về tổ ấm của mình không về, mà mình lại muốn về Thiền Am. Đây Diễm My lại Thiền Am mượn 5 triệu đồng để mà mưu sinh nha, nhưng mà Thiền Am chơi sang cho 50 triệu luôn các anh chị. Ok, đâu rồi video clip tôi chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, các bạn chờ tí để lâu nó lắc. Tự nhiên hôm qua xem được, bữa nay xem hết được rồi. Rồi ok. Đây. Đó. Đó. Đó là những cái vấn đề mà Diễm My không có muốn ở nhà. Diễm My bảo rằng cha mẹ mình giam cầm mình, nhưng thực tế không phải là như vậy. Nghe anh chị, bây giờ chỉ cần Diễm My xuất hiện, nhưng mà với tinh thần là phải không có hoang mang, phải ở trong một tinh thần phải điều kiện bình thường và không bị kích động ha. Diễm My đã khóc lóc rất là khổ sở trong cái thời điểm mà Diễm My đến Thiền Am ha. Không biết đây là thật hay là diễn thì chúng ta cũng chả không biết được các anh chị, tại vì những lời nói của Diễm My toàn công kích vào gia đình của mình thôi, chứ chưa có một lời nào nói mà qua Mỹ về vấn đề mà Diễm My sống với gia đình. Tại sao chúng ta sinh ra chúng ta có trả hiếu cho cha mẹ chúng ta chưa ha? Chúng ta trả hiếu chúng ta mẹ chúng ta chưa, chúng ta vẫn còn ăn ăn mặc ở nhà đó, tại sao chúng ta lại lên lời phỉ báng cha mẹ của mình? Ai xúi giục chúng ta các anh chị, ai xúi giục chúng ta hay tự bản thân chúng ta muốn như vậy? Thì tôi nói với anh chị á, cái câu chuyện về Diễm My mà các bạn muốn tôi tìm Diễm My để hỏi thế này thế kia rất là khó các anh chị, nó rất là khó. Tôi chỉ trích dẫn cho các bạn xem là không có một video clip mà Diễm My đi lại Thiền Am để mượn tiền ha, để mượn tiền, và người Thiền Am đã cho rất là sang các bạn, cho tận cả 50 triệu các anh chị ha, cho tận cả 50 triệu luôn, rất sang. Đây đó, sụp kỹ ta đang coi sụp ngang, không coi sụp ngang vậy. Con muốn nhớ như con như con đi thì con xấu, con xấu.
đây chính Nghị Diễm My bảo rằng là sức đi vào tháng 6. Đó là những lời nói mà thiền Diễm My xuất hiện ở trong thiền am ha, lần cuối cùng ở đó. Còn ngoài ra thì cô ta lên trên không gian mạng lập cái kênh YouTube ha. Cái clip cuối cùng phát vào 3 năm trước Quý vị ơi, tôi ha, vẫn là cái thái độ mà thứ nhất là tấn công vào cha mẹ của mình, thứ hai là tuyên bố công an bắt cóc, thứ ba là nói về các đài truyền thanh truyền hình lừa đảo người dân. Mà các bạn thấy lời lẽ này có giống như cái lời lẽ mà cấu thành tội 331 của những người bên Thiền Am hay là không? Bí ẩn vẫn còn nằm ở phía trước ha, bí ẩn còn nằm ở phía trước. Tại sao lên trên mạng chúng ta nói mà chúng ta không trưng ra được bằng chứng và chứng cứ ha, và tại sao những chứng cứ bằng chứng đó chúng ta không cung cấp cho cơ quan chức năng ha, chứ cần gì mà phải gửi làm những cái USB mà gửi cho cả chủ tịch nước, tổng bí thư hay là hội liên hiệp phụ nữ, tại sao chúng ta không đi đến tận đó, chúng ta đưa tận tay luôn các anh chị đó. Thì đó là những vấn đề mà rất là nan giải, hoặc là chúng ta đi đến cơ quan chức năng, chúng ta nộp cái đó cho cơ quan chức năng, chúng ta nói ừ tôi bị bức hiếp, tôi bị hành hạ ở nhà như thế này nè, các anh công an giúp tôi. Các anh chị, tôi nói các anh chị á, có thể là thời điểm của Diễm My nó khác cái thời điểm bây giờ. Thời điểm bây giờ có nói các bạn lò đã nóng rồi ha, thì tôi nói các bạn không có dùng cấm, pháp luật không dùng cấm, thì mình sẽ đã cung cấp cho các bạn về vấn đề mối tương quan lần xuất hiện của Diễm My cuối cùng ở Thiền Am ha. Và Diễm My đã được Thiền Am cho hẳn 50 triệu ha, để mà mưu sinh. À, cho hẳn 50 triệu để mà mưu sinh. Tôi đang tìm video clip đó, hôm qua tôi mới xem cái đợt đây mà. Tôi mới xem cái đợt đây các anh chị, mà tự nhiên sao cho các anh chị xem tự nhiên nó không có ấy. Đâu rồi? Các bạn chờ tí tôi cho các bạn xem một lần nữa thì chúng ta kết thúc cái video clip này luôn. Đó thì các anh chị thấy có rõ ràng á là muốn muốn kiếm Diễm My để hỏi được cái nguyên nhân tại sao em này lại muốn tu tập ở trong thiền am và lại muốn nói xấu và tố cáo cha mẹ của mình. Vấn đề này là một vấn đề bi kịch gia đình. Thế các anh chị chưa trả hiếu, chưa tròn trả hiếu nữa thì lại muốn ha. À thì lại muốn bán bổ gia đình mình, thì điều này đều không nên. Và tôi khuyên với các anh chị và các bạn á, là cũng đừng bắt chước theo những hành động như thế này. Ok, như là cái đây phải, này là ăn có nhiều clip lắm mà lâu lắm rồi. Ủa? Tính chào trích dẫn cho các bạn xem cái hình ảnh mà video clip ha, video clip mà ông Lê Tùng Vân cho Diễm My hẳn 50 triệu luôn. Thôi thì tôi hẹp đây, đâu đây nè. Đâu rồi ta? Khi cần thì không thấy, khi thấy thì không cần. Cái này thì cho Diễm My ăn đây.
Thôi thì tôi xin kết thúc cái buổi phân tích về Diễm My. Mong sẽ nhận được những lời góp ý của các bạn để chương trình được tốt hơn. Có thông tin bao nhiêu thì tôi cho các bạn xem bao nhiêu đó thôi, tại vì thời gian cũng đã qua 4 năm rồi các anh chị, 4 năm mà. Một nữa xin cảm ơn tâm chào cả nhà đến với bài phân tích này. Chúc cả nhà đi làm vui vẻ, bye bye.